một số học trò của huấn luyện viên Philippe Chusier tại PVF và U19 Việt Nam trước đây đã bị loại khỏi đội tuyển U23 Việt Nam. Chiều 7 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo danh sách rút gọn đợt 1 của đội tuyển U23 Việt Nam. Theo đó, tổng cộng 13 cầu thủ phải nói lời chia tay với đội gồm Nguyễn Duy Dũng, Lê Văn Thành, Phan Du Học, Nguyễn Hữu Thực, Ngô Đức Hoàng, Huỳnh Công Đến, Đặng Quang Tú, Bùi Ngọc Long, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Khôi, Tề Văn Toàn, Ngô Văn Lương. Trong số này, một số cầu thủ từng là học trò của huấn luyện viên Philippe Chusier như Công Đến, Văn Tùng, Văn Toàn. Họ từng gắn bó mật thiết với huấn luyện viên Philippe Chusier tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và U19 Việt Nam. Có thể thấy, nhà cầm quân người Pháp ưu tiên sử dụng những cầu thủ có phong độ tốt nhất như đã hứa mà không hề có ưu ái về quen biết. Ngoài ra, những cầu thủ nổi bật của U20 Việt Nam đang thi đấu tại vòng chung kết giải bóng đá U20 châu Á 2023 dự kiến sẽ có suất trong đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho hành trình dự SEA Games 32. Sau khi rút gọn danh sách, 28 cầu thủ U23 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn huấn luyện thứ hai, diễn ra từ ngày 8 đến 12 tháng 3. Đợt này, huấn luyện viên Philippe Chusier sẽ truyền tải kỹ hơn về lối chơi, đấu pháp chiến thuật áp dụng cho đội tuyển, đồng thời tiếp tục đánh giá lực lượng cho đợt tập huấn tiếp theo, bắt đầu từ ngày 12 và kết thúc vào ngày 17 tháng 3. Giai đoạn tập huấn thứ hai của U23 Việt Nam cũng trùng vào thời điểm hội quân đợt đầu tiên trong năm 2023 của đội tuyển Việt Nam. Bởi vậy, huấn luyện viên Philippe Chusier dự kiến sẽ tận dụng cơ hội này để đánh giá một cách tổng thể đối với cả hai đội tuyển thông qua thi đấu nội bộ.